Đầu Đỏ xin chào cả nhà. Hôm nay Đầu Đỏ mời cả nhà cùng vào bếp với Đầu Đỏ và cùng làm món chuối xanh ngào đường này nha. Và còn có một cái tên khác nữa là snap chuối. Nguyên liệu chính để mình làm món chuối xanh ngào đường hay còn gọi là snap chuối. Thế đây Đầu Đỏ sử dụng là hai loại chuối. Ở đây gọi là chuối tiêu, hay có nơi còn gọi là chuối tây, và loại thứ hai nữa đó là chuối sứ hay còn gọi là chuối sim nè, là quả này nha. Đây, chuối tây là cái màu nó xanh hơn nè. Về cách chọn chuối thì mình đừng nên chọn cái chuối là chín mềm hoặc là còn non quá, mình chọn cái chuối nè nó hơi già, khi mình bóp vào thì nó rất là cứng chứ không phải mềm nha. Và cái chuối sứ này cũng vậy, nhìn lên thì nó sắp chín thôi nhưng mà khi mình bóp thì nó còn cứng lắm. Mình làm chuối này sẽ ngon hơn. Đầu Đỏ sử dụng là 1 ký chuối, trong đó là nửa ký chuối sim và nửa ký chuối tiêu. Mè rang sẵn, Đầu Đỏ đã rang sẵn rồi. Đầu Đỏ cho vào trong túi này để mình giữ độ giòn của mè. Đầu Đỏ cũng bào sẵn luôn. Và hai quả chanh là đường cát trắng. Cái đường này tí nữa thì Đầu Đỏ sẽ cho biết trọng lượng chính xác, tại vì khi mình chiên chuối lên rồi thì lúc đó thì Đầu Đỏ mới cân đường lên nha. Rồi nguyên liệu đã có rồi, mình bắt tay vào làm nè. Và tiếp theo mình cần chuẩn bị là một cái thau nước như thế này, là khoảng là 2 lít nước. Rồi Đỏ cho vào trong này là một muỗng cà phê vuông muối và một quả chanh như thế này, mình bắt vào trong nước luôn. Theo nữa là mình đi sẽ gọt cái vỏ chuối này, và để gọt vỏ chuối thì mình cần chuẩn bị một cái dao bào. Trước hết là mình dùng cái dao mình chắn hai đầu chuối nè. Rồi mình dùng dao bào mình bào sạch cái vỏ bên ngoài. Mình bào xong là mình cho liền vào trong cái nước muối với lại chanh, để mình ngâm cái chuối nó không bị thâm đen. Mình cho vào trong nước liền nha. Mình tiếp tục mình bào cho đến hết nè. Cứ làm như vậy đến khi là hết chuối thì thôi ha. Tiếp theo nữa mình sẽ đi bào sạch vỏ cái chuối tiêu này, hay còn gọi là chuối tây á. Lúc nãy là mình bào cái chuối sứ, bây giờ là mình bào cái chuối tây nha. Chuối này mình cũng bào sạch vỏ luôn. Xong mình cho vào trong cái thau nước. Vì chuối nó còn xanh á, nó có nhiều nhựa lắm, nên mình bào xong mình cho vào trong cái hỗn hợp nước muối và chanh này, mình ngâm cho chuối nó trắng. Cái gì các anh chị và các bạn mình gọt cái lát chuối nha. Rồi sau khi mình bào sạch cái vỏ chuối rồi, mình cũng dùng cái dao bào và mình bào mỏng cái chuối này ra. Đó, cứ thế mà bào mỏng như thế này nè. Độ dày của chuối khoảng là 1 ml. Đó, cứ mình bào ra nha. Đó, cứ thế là mình bào thôi. Có cái dao bào này thì nó tiện. Mình bào càng mỏng thì chuối mình khi chiên nó sẽ giòn lâu hơn nha. Và chuối mình bào xong mình ngâm trong nước, sau đó mình vớt ra trong rổ mình để cho nó ráo. Để cho chuối ráo khoảng 10 phút rồi mình đem mình đi chiên. Mình bắt một cái chảo lên trên bếp, mình cho dầu vào. Và mình chiên cái chuối này thì lửa phải lớn. Mình cho một cái mình chiên thử nè. Đó, dầu sôi như thế này là nó được nha. Rồi mình cứ cho vào mình chiên.
cứ để lửa lớn mình chiên, và mình chiên đến khi nào mình thấy cái miếng chuối nó cứng là được nha. Sau đó lâu mình phải trở mặt cho chuối nè, mình trở mặt chuối á. Lúc đầu mình bỏ chuối vào thì cái bọt khí nó rất là nhiều, càng về chiên được rồi thì cái bọt khí không còn nữa. Ví dụ như cái này nè là được rồi nè, nó như cái này nè, nó vàng và nó cứng rồi, mình bóp ra. Cái chuối tiêu khi mình chiên á thì nó sẽ có cái độ cong và nó sẽ teo hơn là cái chuối sứ nha. Tiếp tục mình cho vào mình chiên. Mỗi lần mình chiên này khoảng là 3 phút là vừa. Rồi khi những cái bọt khí nó không còn thì mình vớt ra này. Và đây là cái phần chuối mình đã chiên xong rồi nè. Đây những cái lát mà to như thế này, đây là cái chuối sứ nè. Còn mà những cái lát mà nhỏ mà cong như thế này, đó là chuối tiêu. Đó, hai loại khác nhau nè. Bản thân đầu đỏ thì vẫn thích khi chiên xong là ăn luôn, thì vẫn có vị giòn và một tí vị ngọt ở trong này rồi. Như hôm nay thì mình làm món chuối ngào đường. Đầu đỏ sẽ lấy một ít để đi ngào đường nha. Còn lại thì đầu đỏ vẫn để như nguyên như thế này ăn luôn. Về phần gừng này mình cắt sợi nhuyễn, hoặc có thể mình giã cũng được. Nếu đây là đỏ cắt sợi, và gừng thì mình nên chọn cái gừng non. Rồi mình chấm nhỏ sợi lại. Rồi mình đã cắt xong cái gừng. Đậu đỏ sẽ không đi ngào hết cái phần chuối này. Đậu đỏ chỉ lấy ra là 100g chuối mình đã chiên rồi nha. 100g nè. Đậu đỏ cân lên là 100g chuối để mình đi ngào đường. Còn một nửa còn lại thì đậu đỏ sẽ không ngào đường nha. Với 100g chuối mình đã chiên rồi thì cần đường ở đây là 40g đường cát trắng, 50g nước lọc, 3g gừng thái sợi và một muỗng canh mè rang sẵn. Mình sử dụng một cái chảo hơi lớn, mình cho 40g đường cát trắng vào trong này, 50g nước lọc và mình cho 3g gừng thái sợi. Rồi mình bỏ gừng vô, xong mình bật bếp lên và mình nấu cái hỗn hợp đường này. Và mình cứ nấu sôi cái hỗn hợp đường này lên. Mình nấu sôi cái hỗn hợp đường này lên. Lúc này là mình chưa có cho chuối vào nha. Để đường nó keo lại một tí nữa thì mình mới cho chuối vào. Đó, lúc nãy mình nấu là những cái bọt nó to to nha. Bây giờ bắt đầu nè, các anh chị thấy không? Cái bọt của nó là nó nhiều mà nó nhỏ hơn nè. Đó, cái bọt nó nhiều hơn lúc nãy và nó nhỏ hơn. Hỗn hợp đường mình nấu được khoảng 2 phút rồi thì nó như thế này nè. Lúc này mình mới cho chuối vào ạ. Mình coi cái bọt khí nè, cái bọt khí của đường nó sôi rất là nhiều hơn. Lúc nãy là cái bọt nó to mà nó rộng ra, lúc này cái bọt khí nó nhỏ, có lớn có nhỏ mà nó liền nhau á. Đây mình cho chuối vào nè. Mình cho hết vào 100g chuối. Rồi sau đó mình đảo đều lên, mình để lửa nhỏ thôi. Mình bạn lửa nhỏ lại và mình đảo lên ha. Đậu đỏ sử dụng tỷ lệ đường là 100g chuối mình chiên sẵn, chỉ có 40g đường thôi. Đường này thì khi mình ăn thì mình thấy nó đủ vừa ngọt thôi, nó không có ngọt quá, nhưng mà khi ăn mình thấy vẫn có cái lớp đường bám bên ngoài, nhưng mà cái đường này đã bám ít thôi, nó không có bám nhiều. Còn các anh chị là muốn ăn ngọt hơn nữa thì mình tăng cái lượng đường lên. Nhưng mà đỏ thấy như vậy là vừa rồi. Mình cứ để lửa nhỏ nha.
làm chuối với đường này cũng rất là nhanh ha. Trong vòng thời gian khoảng là 7 phút là được. Rồi đó, sử dụng là một muỗng canh bè. Rồi tiếp tục mình trộn lên. Ăn mè ít hay nhiều là tùy mình nha. Mình phải cho mè lúc mà đường nó chưa kết tinh nha, chứ không mình cho sau thì nó sẽ mè nó không bám vào trong chuối. Nhìn cái miếng chuối mà nó lúc nó còn ướt ướt á thì cho mè vào luôn. Chứ mình để mà đường nó kết tinh rồi mình mới cho mè thì mè nó không có dính vào trong chuối. Thì sao đến khi nào mình thấy miếng chuối mình nó ráo á, mình có đường nó bám lên trên là được. Sau 10 phút thì đậu đỏ đã làm xong rồi. Đó, chuối mình này mình tắt bếp nha. Mình biết được hay chưa là mình nhìn đường nó kết tinh vào trong miếng chuối á. Đây, đậu đỏ dưới gần nè. Đó, mè nó bám vào trong chuối luôn. Và cái lớp đường nè, đường cái lớp đường nó trắng trắng đây nè. Đây, và cái lớp đường nó mà trắng trắng đây nè. Và miếng này cũng vậy nè. Đó, mè nó bám vào trên chuối. Và cái đường nè, đường nó có phấn phấn trắng nè. Đó, đậu đỏ để vào tay và nó dính nè, đường kết tinh và nó dính vào trong tay đậu đỏ nè. Lớp chuối mình nó có dính phần mè. Và cái đường trắng trắng nó bao phủ bên ngoài chuối á. Cái đường kết tinh này đậu đỏ làm không có nhiều. Nhiều thì ăn nó rất là ngọt lắm, nó mất cái vị của chuối. Rồi mình cho ra ngoài dĩa. Nó rất là giòn luôn. Và nó ngọt vừa thôi chứ không phải là ngọt gắt nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong dĩa chuối xanh ngào đường và dĩa chuối chiên không như thế này. Tùy theo cách mình thích ăn và lựa chọn thì mình làm nha. Món này ăn vặt thì rất là thích luôn. Vì đậu đỏ làm nó không quá ngọt. Đậu đỏ mời cả nhà dùng thử nè. Và khi ăn cái dĩa chuối xanh ngào đường này, theo đậu đỏ cảm nhận thì nó có vị ngọt vừa. Và nó có mùi thơm của mè rang và mùi thơm của gừng nữa. Rồi nếu các anh chị nào mà thích ăn ngọt thì mình có thể làm chuối xanh ngào đường này. Còn mình không thích ăn ngọt thì có thể chiên lên, mình ăn không như thế này cũng rất là ngon nha. Rồi đến đây đậu đỏ xin chúc cho cả nhà mình làm món chuối xanh ngào đường này ăn thật ngon nha. Và cách bảo quản cái phần chuối này khi mình ăn không hết á, mình cho vào trong một cái lọ. Mình cho hết vào nha, mình phải để nguội. Sau đó mình cho vào trong lọ, mình đậy nắp kín lại. Mình đừng có để lâu bên ngoài thì không khí nó sẽ làm cho cái phần đường của mình nó bị chảy nước nha. Muỗng canh bè.